Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị các bạn đến thăm một vườn trồng phôi cây đào. Và sau khi tiến hành trồng phôi xong thì người trồng đào quê mình thực hiện tưới nước và một số các cái loại chế phẩm kích thích cây đào sinh trưởng phát triển mạnh, chủ yếu là kích rễ các bạn ạ. Phôi cây đào này trước khi được tiến hành trồng thì người trồng đào quê mình đã tiến hành sát khuẩn và diệt lấm bằng Zizumincon. Và hôm nay là sẽ tiến hành sục nước và tưới kích rễ. Đây là loại kích thích da rễ để tưới cho phôi cây đào. Có thương hiệu là Comcat 100WP. Và cứ một gói này là 8,5g là pha vào một thùng 20 lít nước. Và mỗi một thùng này sẽ tưới cho khoảng 20 cây. Nước rồi dùng nước máy nước sạch nha. Cái việc sục nước này là vừa giữ nước cho cây đào, thứ hai nữa là để cho đất nó lấp kín vào các cái chỗ hở ở dưới gốc để dễ cây đào. Nếu không khi chúng ta lấp đất thì nó không khảnh, nhiều khi cây đào bị chết. Phải bắt buộc tối hay sớm phải về quán bình thuốc đấy mà. Vâng. Đây phải sục rất là kỹ. Phải ra uống cho vui. Và với phôi cây đào như này thì ngày mai người trồng đào của mình có thể tiến hành ghép mắt được. Bởi cây đào chưa cần ra rễ nhưng trong thân của nó vẫn đủ chất dinh dưỡng để thúc đẩy lộc. Và cái thời tiết của miền Bắc vào tháng 12 âm lịch là thời điểm ghép đào tốt nhất. Bởi thứ nhất là mắt ghép là chưa lên lá cho nên là việc ghép dễ hơn. Hai là độ ẩm không khí thấp cho nên là tránh được lấm bệnh. Còn nếu ra riêng chúng ta ghép thì đào lên lộc mất rồi, cho nên là vẫn ghép được nhưng là rất khó sống. Đây, sau khi tiến hành trồng phôi xong là những công việc mà người trồng đào quê mình tiến hành làm. Nếu quý vị các bạn có kinh nghiệm hay trong canh tác cây đào này thì các bạn nhớ bình luận và chia sẻ kinh nghiệm quý vị các bạn phía dưới video các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau.